Ok chào anh em à, hôm nay lại gửi cho anh em một lô cần thanh lý tiếp nha. Thì hôm qua cũng có một lô mà anh em chốt nhanh quá, hôm nay soạn thêm lô mới nhé. Thì đa phần những cây này sẽ là những cây cần pip, có một hai cây carbon gì đó anh em. Rồi giá mình bảng công khai trong clip, mình sẽ bảng với giá thanh lý luôn đó, cho anh em về dễ chơi đó. Có một số phen cây thì nó sẽ hư phen, về anh em làm phen là lúc giúp mình nhé. Rồi mọi đơn hàng mình bán đều mình cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi không clip ship lên á thì anh em cứ gửi về cho shop nha. Rồi cảm ơn anh em. Rồi để mình gửi cho mọi người cây số 1. Thì cây số 1 thì gửi cho mọi người là một cây cần ship nha anh em, một cây cần 39 đây. Một cây 39, cây này thì nó dạng nó giống như nó cứng ra tầm khoảng EX nha anh em, EX đó, nó cũng tương đối chứ không quá cứng nha. Đây, đó. Cái này thì phen là phen hãng nha anh em, phen hãng, phen hoàn chỉnh hết nha. Đó, phen xứ. Đó, phen hoàn chỉnh hết. Thôi ok, chuẩn chỉ. Bắt thẳng luôn. Đó, bắt thẳng. Đây, càng đây. Đó. 39 nha anh em, 39. Thôi thì ok rồi, chuẩn chỉ rồi, không lỗi lầm nha. Đây nó bị xấu tí thôi. Anh em lau chùi lại ra liền nha. Thôi này đẹp nha anh em. Cái này về cho anh em câu lạc quạt gì chơi nha. Cây này thì nó không quá cứng, nó cũng dạng vừa vừa thôi. Rồi giá công khai cái số 1 giá 120 nha anh em, 120k cộng ship cái số 1. Tiếp theo cái số 2. Cây số 2 vẫn vậy, vẫn là cây càng 39 nha nè, 39 phen xứ, phen hoàn chỉnh hết nha, phen không lỗi, bát hãng đây. Chất liệu vẫn là chất liệu phíp nha nè, chất liệu vẫn là chất liệu phíp. Cây này độ cứng vẫn vậy nha nè, cây độ cứng ra tầm khoảng EX phôi phíp, ngoại hình tổng thể ok sạch nè, tương đối sạch nha, cái này tương đối sạch. Về cho anh em câu lặt hoặc vui chơi chơi đó. Rồi giá công khai cái số 2 giá vẫn là 120 luôn nha, 120 cộng chip cái số 2. Tiếp theo cái số 3, cây số 3 gửi cho anh em một cây DS nè, một cây DS 36 nha nè, một cây cứng DS 36 bát thẳng, phôi là phôi phíp nha nè, phôi phíp ở ngoài còn tương đối sạch, phen là phen hãng nha nè, phen là hoàn chỉnh hết nha, phen không dập bể. Độ cứng là DS. Cho anh em về câu lặt vặt vui chơi chơi giải trí. Ngoại hình cái này đẹp nha anh em, ngoại hình đẹp, rút cây này ra tương đối thẳng nha. Rồi giá công khai cây số 3 giá 130 nha anh em, 130 cộng ship cây số 3 3m6. Tiếp theo cây số 3, rồi cây số này là cây số 4. Thì cây số 4 gửi cho anh em là một cây cần súp nha anh em, một cây súp. Thì cây này 25-36 nha anh em, 25-36. Và đặc biệt cây này là một cây cần carbon nha anh em, cần carbon bát thẳng nè, đó bát thẳng. Phen là phen hãng, cây này nó bị mắc đầu bu và hai phen chạy nha anh em. Đây, nó mắc ngay chỗ đầu bu luôn nha anh em, chứ không phải là gãy nha. Đó. Càng tương đối ok. Đó, cây này thì là chất liệu là carbon nha anh em, chất liệu carbon này, đó, đẹp nha, trắng ngọc trinh đó, ngon lành. Cây này rút thẳng nha anh em, rút ra thẳng băng luôn á, 3m6 cứng 25 khoảng DX đây nè, thôi nữa đây. Bọn đen bóng như này, dày nha,
Rồi, giá công khai cây số 4, giá 150 nha nè. À, giá 150 cây số 4. À, mắc phèn nha nè, mắc phèn. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 gửi cho anh em là một cây ISO, một cây ISO hàng đây qua. Đọt cây này sẽ là đọt số 4, dài 48 nha nè. Đọt số 4 dài 48. Batabat Fuji FX7. Phèn là phèn nhựa nè anh em, phèn nhựa nè. Đó, cho anh em về hạ tay nha. Hạ tay hoặc anh em độ chế với lại được anh em độ nha. Đó. Đây qua. Nói chung là cây này ngoại hình cũng còn tương đối ok. Đó. Đây. Đó, mình bán hàng thì đảm bảo với anh em là cần không dập bể nha. Mấy cái này thì phen thì anh em có thể về xả phen lại. Xả phen ra làm lại. Đó. Đọt nó đây. Đó. Đọt cái này nếu xét về cần tay nếu ra tầm khoảng 3H nha nè, 3H gữ. Đó. Cho anh em thích hạ tay anh em hạ tay. Rồi, giá cũng khai cái số 5, giá 100k cộng xếp nha nè, 100k cộng xếp cái số 5. Tiếp theo cái số 6. Cái số 6 gửi cho anh em một cây súp lở nè, đó, một cây 3m6. Batabat Fuji Seben nhé. Đây. Phen là phen nhựa nè, đó, về cho anh em về lên phen nè, đó. Cản là quản chỉ. Foil là foil phíp nha nè, cây này foil phíp nha. Đây. Cây này anh em mua về anh em muốn câu thì anh em ra tiệm mua bộ phen anh em gắn vô nha. Đó, nói trước cây này nó phen bị lỗi rồi. Đó, nhưng mà foil thì đảm bảo chắc cho anh em, chắc và mới luôn á. Ngon lành nha. Độ cứng cái này tương đối cứng nha nè, nó cứng ra tầm khoảng CS nha. Đó, cứng ra tầm khoảng CS. À, cứng ra tầm khoảng 27 nha nè. Rồi, giá công khai cái số 6 giá 100k. Tiếp theo cái số 7. Cái số 7 gửi cho anh em một cây cần của Olympic nè, một cây Olympic Custom nè. Đó, cây này 38 nha nè, 38. Bat Fuji FX7. Thì cây này thì nó xây sát nè, hàng nội địa. Và cái này bị mắc phen hết nha nè, mắc phen. Nó chỉ còn cái đầu bu với phen đề ba thôi. Đó. Phen đề ba này là phen Fuji cổ nha nè. À, đầu bô cũng vậy, đầu bô Fuji. Đây. Cây này 3m8 mà độ cứng nó ra tầm khoảng BS nha nè, độ cứng là tầm khoảng CS BS, nó cũng tương đối cứng nha nè. Đó, cũng tương đối. Đó, khá là nảy. Thôi đây. Thôi cái này ok nha nè. Đó. Cây này mình rút ra thẳng nha anh em. Đó, cây này mình rút ra tương đối thẳng. Đó, cây số 7. Anh em thẳng băng luôn, rút ra thẳng băng luôn. Rồi, giá công khai cây số 7, giá 100k. Đó, về cho anh em lên phen nha. Anh em lên phen, anh em câu vô tư luôn. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 gửi cho anh em là một cây cần của hãng Suzumi nè anh em, Suzumi. Cây này dài là 4m5, 4m2 trời. Cái này số 4m2 như này, chắc 4m2 à. Thì cái này bị hư phen chưa rồi. Đó, cái này chỉ có phôi thôi, phôi và cái bát Fuji anh em, FX7. Độ cứng của cây này thì nó ra tầm khoảng BS nha nè, tương đối cứng nha. Đây. Mình vũ cái đọt cho anh em xem. Đó, tương đối cứng nha anh em. Tương đối. Phôi ok đẹp nha. Phôi vẫn là phôi chất liệu phíp nha. Đây. Rút ra là thẳng băng luôn. Đó. Cứng ra tầm khoảng BSX nha, BSX. Cái số 8. Rồi, giá công khai cái số 8. Giá sẽ là 100k nha nè, 100k cái số 8. Tiếp theo cái số 9. Cây số 9 gửi cho anh em là cây cần của Shimano nè anh em, Shimano. Cây này thì nó dài là 4m55, độ cứng sẽ là độ cứng H nha. Đây, nó để nè. Nó cứng ra tầm khoảng 20 đến 35 nha anh em. Độ cứng H này thì nó ra tầm khoảng CS BS nha anh em. À, CS BS cũng tương đối à, chứ nó không có cứng. Cây số 8 này mình cảm giác nó sẽ cứng hơn. À, cây số 9 này nó dạng nó không cứng bằng. Cứng ra tầm khoảng CS nha anh em. Phen thì hư hết rồi. Đó, chỉ có cái phen đề ba này ok nè. Đó, như cái bu. Đó, anh em lấy cái này thì anh em về thay phen lại giúp mình nha. Đó.
Foil của Shimano này thì là foil là phíp đỏ nha anh em. Đó, foil phíp đỏ. Đây anh em, phíp đỏ nha. Đó. Chúng là mấy cây phíp đỏ này thì chất lượng cũng tương đối ok. Đó. Đây, nó xây sát tương đối nhiều nha, cây xây sát tương đối nhiều. Nhưng mà foil không ảnh hưởng gì thì ok, ngon lành. Đó. Đặt lên em. Rồi, giá công khai cây số 9, giá 100k luôn nha, 100k cộng tiếp cây số 9. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 sẽ gửi cho anh em là một cây cần súp. Nó để là 3m6 anh em, 3m6h. Đó. Bát là bát Fuji anh em, bát cái này sẽ là bát Fuji. FS7. Phen sẽ là phen nhựa nên nè, phen nhựa sứ trắng nè, anh em về thay phen lại giúp mình nhé. À, cái bu này còn ok, xài được nha, bu Fuji. Ồ, cái này cứng nha anh em, 3m6, cái này 3m6 cứng hắc thì cái này tương đối cứng lắm á. Cái này cứng ra tầm hẳn BX được á, BX CX được á. À, cứng nha anh em, cái này cứng. Chất liệu quăng lên chất liệu phíp nha. Phôi ở trong thì đẹp rồi. À, cây này rút ra thường nói thẳng, ngon lành nha anh em. À, rồi giá công khai cây số 10, giá là 100k nha. À, anh em mua cần anh em về thay phen cho anh em coi bình thường nha. À, cây này ngon lắm anh em, cần 3m6h. Tiếp theo 11 gửi cho anh em vẫn là một cây cần Suzumi nè. À, cây này 4m2 nha anh em, 4m2 nó giống như cây số 9 thôi. À, độ cứng ra tầm khoảng BX nha nè, cứng lắm. Độ cứng ra tầm khoảng BX CX, cứng lắm anh em. À, anh em về lên phen co bạc bãi ngon lành nha. À, mà anh em tập câu lục thì anh em lấy mấy cây này về câu vô tư. Đó. À, tập câu thì anh em lấy mấy cây dừa thế này nè, câu không tiếc. À, thôi còn tương đối đẹp nha. Vậy anh em chịu khó thay phen giúp mình nha. Đó. Đây, ngon lành nha anh em. Cái bát ngon lành này, bát Fuji F7. Đó. Suzumi. Đó, ngon lành. Rồi, giá công khai 11, giá 100k luôn nha anh em. 100k cộng ship 11. Tiếp theo 12. 12 gửi cho anh em vẫn là một cây cần súp nè anh em, cái súp lỡ, một cây súp. Thì cây súp này nó để là 3m9 nha anh em, 3m9h nè. Đó. Dài 3m9, cứng là cứng H. Độ cứng H thì nó gơ tầm khoảng CX, BX nha. Đó. Đây, cây này nội địa nha anh em. Đó, nội địa. Cây này thì nó sẽ còn được cái phen đề 3 anh em. Phen đề 3 nha anh em, siêu trắng nha, phen rất là bự. Và còn cái bu. Và phen còn lại nó hư hết rồi. Đó, anh em mua về anh em chịu khó thay phen nha. Ồ, cây này nó gơ tầm khoảng BX nha anh em. Tương đối cứng nha. Nào, mình kéo đọt mà mình buông ra nó vũ thế này, cứng nha anh em. Đó. Thôi ok, không dập bể. Xây sát thì có xây sát nha anh em, chứ dập bể thì không có. Ngoại hình tổng thể ngon lành. Đó. Rồi, cái 12 giá vẫn vậy nha anh em, 100k luôn. Đó. Tiếp theo cái 13. Cái 13 gửi cho anh em là một cây cần carbon nha anh em. Cây này cây carbon nha. À, cái này xin phép bán giá hơi cao một tí. Thì bát cái này là bát Fuji, bát thẳng nha anh em, bát thẳng. Cái này độ cứng lý tưởng lắm nha anh em. À, cái này là 34m2 nha anh em. À, 34m2. Đây. Đó. Đó đây. Phen cái này thì chắc hư hết rồi. Đó. Cái này xem như hư phen hết rồi. Đó, anh em về thay bộ phen. 34m2 thì cái này anh em về thay bột phen đánh bạc bãi ngon lành, rất là cứng nha nè. Đây, mấy cây kia mình kéo mình buông nó còn 40, cây này rất là cứng. Đó. Cây này bạc bãi phê lắm, cứng lắm anh em. À, cây này cứng, cứng khừ luôn. Đó, ra tầm khoảng BX nha nè, BX AX. Đây, voi carbon sẵn nha nè. Đó. Cây này chất liệu là carbon nha, chứ không phải là pip. Đó. Đây nè, có quăng sẵn nè. Đây. À. Cái này cứng lắm,
cứng đơ hả? Đó. Rồi giá là hai cây số 13, giá là 200 nha anh em. Đó, cây này mình bán giá cao hơn tí carbon và nó cứng đó. Tiếp theo qua đây, sẽ là cây số 14. Cây 14 thì cái này hình như là mấy anh Nhật anh cắt cái gốc này nè, cắt cái gốc anh dán băng keo rồi nè. Đó, nói chung mình không tháo quá luôn, mình bán thanh lý luôn. Bass Pussy FX7. Cây này được cái là rất là ngon, ngon cái là phen nó hoàn chỉnh hết nha anh em. Đây, phen Pussy mà phen hoàn chỉnh hết luôn đó, không có phen nào dập bể hết đó, ngon lành. Và cái này nó có cái thông số cái đây nè, mình không gõ thông số. Cái này mình đón nó ra tầm khoảng 3m9, 3m, 4m2 nha nè, 4m2, 3m9 thôi. Đó, cái này đón thôi. Đó. Được cái là phen nó hoàn chỉnh hết, phôi ok. Đó, có cái phôi gốc là bị mấy anh Nhật anh cắt thôi, cắt cho nó ngắn lại. Mình cũng không tháo qua luôn, mình là biến bán thanh lý. Độ cứng cái này ra tầm khoảng DS nha nè, độ cứng ra tầm khoảng DS, DSCS tương đối, cái hồng cứng lắm. Rồi giá công khai cây số 14, giá 100k đó, 100k quá ngon nha anh em. Tiếp theo 15, 15 gửi cho anh em là một cây cần 3m6 này nè, 3m6 BG này đây qua rồi đó, 3m6 bass là bass Pussy FX7 nè đó. Ok, 3m6 cây này thì nó còn cái bài khoen đề 3, phen đề 3 lỗi xứ, phen này rất là bền như này, phen đề 3 với cái bu đó, bu thì cũng bị nứt luôn rồi, thôi bu bỏ luôn đó. Cái này nó chỉ còn phen đề 3 với cái phôi thôi nha anh em. Độ cứng cái này thì nó ra tầm khoảng 10x nha nè, độ cứng cây 15 nó ra tầm khoảng 10x tương đối chứ không quá cứng nha. Phôi đẹp, phôi này đẹp, ngon lành nhá, rút ra tương đối thẳng, dài 3m6. Anh em lấy cái này thì anh em về chịu khó lên đầu bột phen nhá, lên đầu bột phen giúp mình. Rồi giá công khai cây số 15, giá 100k nha nè, 100k cũng xếp cái 15. Tiếp theo 16, 16 lên cho mình, lên cho người là một nguyên cặp nha nè, một cặp đó. Thì một cây 2m7, một cây 3m6 nha anh em. Chất liệu là chất liệu PIP. Bass cần vẫn là bass Fuji. Phen cần thì cây 3m6 này nè, phen hoàn chỉnh nha anh em. Phen hoàn chỉnh hết. Đó. Và cây 2m7 này thì nó bị lỗi phen. Đó, anh em về thay phen nhé. Thì độ cứng thì cây này nó bị gáp đọt nè anh em, gãy ta gáp đây nè. Đó. Nói chung thì cây này mình đoán một cặp. Cái này về cho anh em câu vui chơi thôi à. Câu chắc không câu được rồi, nói chung mình bán cái này tặng cái này đi, cái này thì hoàn chỉnh đó nha anh em. Đó. Cái này 3m6, độ cứng ra tầm khoảng CS nha nè, độ cứng ra tầm khoảng CS, phen hoàn chỉnh, ngon lành, rút ra cũng tương đối thẳng. Và hai cây này nó có một bệnh, một lỗi một duy nhất là nó bị mắc đít chụp nè anh em. Đây, mắc đít chụp nè, đó. Rồi, bán hai cây này giá 120 nha anh em. Hai cây giá 120. Mã số 16. Tiếp theo mã số 17. 17 gửi cho anh em một cây hàng chắc săn hàng rồi. Cây này cầm trên tay này, cứng lắm nè, nặng lắm. Thì cây này chắc là một cây cần của hãng Shimano rồi. Đó, cây dài 3m9 nha anh em, dài 3m9. Đây. Ở góc đít cho anh em cắm vô, cắm cho anh em đánh gần nè. Đó. Bass cần là bass Pussy FX8. Đó, bass chắc là lớn nha. Phen đây. Đó, phen cần thì được 1 phen, 2 phen, 3 phen. Đó, được 3 phen ok. 2 phen này thì nó bị lỗi nha anh em. Đầu bu ok. Độ cứng của cái này nó ra tầm khoảng BS nha nè, độ cứng ra tầm khoảng BS. Đó, BS, BSCS. Đó, tương đối cứng nha. Chứ không phải vừa đâu. Đó.
ngon lành. Rút ra từng đó thẳng nha anh em, rút ra từng đó thẳng. Đó. 3m9 cho anh em co bạc bãi. Về anh em chỉnh lên mấy cái phen này anh em co bạc bãi bình thường nhé. Rồi, giá công khai cây số 17 giá 120 nha anh em. Cây này cứng tí mình bán giá hơi cao tí, 120. Cái tháng 18. 18 là một cây ISO, đó, cây ISO. Đây anh em, một cây ISO với GUB. Đó. Cái này chắc đọt là đọt số 3 số 4 nha anh em. Đọt số 3 số 4. Đó. Chất liệu cũng là chất liệu PIP. Tổng thể ngoại hình tương đối ok. Phen là phen inox nha anh em, phen là phen inox thế này. Đó. Thì cái này 17 thì nó ra tầm khoảng 4m1 nha anh em, 4m1. 5m1 nha anh em, 5m1. Với lộn bát tầm bát Fuji nè. Đó. Này nó bị dơ tí. Rồi giá công khai cây số 18 giá 100k. Tiếp theo 19. 19 gửi cho anh em một cái cần 4m2 nha anh em, một cái cần súp 4m2. Đó, cây này thì nó bị mắc phen nha anh em. Anh em về lên phen giúp mình. Độ cứng, cái độ cứng cái này ra tầm khoảng bế nha anh em. Cây này tương đối cứng. Cứng nha anh em, được cứng ra tầm khoảng bế. Cái này anh em về lên phen nữa nha. Cần thì đảm bảo với anh em là không dập bể gì hết nha. Đó. Lên phen lại đánh bạc bãi thì ụt vô tư. Đó, mấy cây gãy ghẻ này thì anh em đánh mạnh tay đại đi. Đó. Không tiếc cho anh em đánh mấy cây mà tiền triệu mà anh em đánh mạnh tay thì nó có gì tiếc lắm. Bát cái này vẫn là bát Fuji nha nè, bát Fuji dài 4m2, độ cứng ra tầm khoảng BX. Rồi giá công khai 19 giá là 100k. Tiếp theo cây cuối cùng, cây 20. Cây 20 gửi cho anh em là một cây cần BG mode như này nè. BG. Cây này là cứng 20 dài 4m2. Bát là bát Fuji, bát này mình nhật đến giờ xuống nè, ở giờ là cũng dạng tào lao. Giờ trên đây giờ ở đây nó quán băng keo nè anh em. Đó. Nói chung thôi. Cái này là của cần Olympic nha anh em, cần Olympic. Nói chung thì sao thì mình cũng bán thanh lý luôn. Đó. Cái này cũng hư phen rồi. Đó, được có cái này hai phen nha anh em, được hai phen ok. Đó. Độ cứng 20. Độ cứng 20 thì chắc khoảng AX FX. Đó. Cái đó. Cỡ AX như nè, cỡ AX tương đó nảy. Đó. Đây. Giờ anh em thay phen lại giúp mình nha. Nói chung là tổng thể nhìn ok, phôi không gãy bể là ngon lành. Rồi giá ông 220 giá 100k nha nè. Đó, 100k mã số 20. Rồi đó, tổng cộng 20 mã cần lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng mã nào có thể chốt, đây là shop điện thoại, shop tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em.